Một hồ đông nghẹt này. Trông kinh dị luôn. Trông tiền này. Anh tắt đường mất. Đi một lối đi. Quá đông mà nguy hiểm. Dòng người đang xe sang đường rồi, đông chưa? Đông chứ còn tanh kìa. Wow, đẹp nhất rồi. Chẳng đẹp là ra. Chúng ta tiếp tục hành trình. Chỉ có tanh. Đèn đỏ. Hồ đang chạy này. Hôm nay là 30 tháng 4 này. Nào mà không biết đi đâu nữa. Có tiền này. Chắc lem mà lem mới chả đây. Tại cửa hàng phía trong này của chúng tôi đã có những chương trình khuyến mại cùng hướng dẫn làm sửa đấu tất cả quý vị. Rất nhiều những sản phẩm đang giảm giá lên đến 50%. Khi quý vị mua hai sản phẩm, quý vị sẽ được tặng thêm một sản phẩm nữa. Và ngoài rất nhiều những sản phẩm của chúng tôi cũng đang tăng giá. Nào có thấy quảng cáo không? Thôi.
chuyển cho chúng em thẳng tiền nhé. Bán kem ấy nhỉ.